mỗi là những kẻ lừa đảo trơ trẽn, những kẻ say mê điên cuồng máu của bạn. Chúng có thể phá hỏng một buổi dã ngoại tuyệt vời trong công viên, buổi cắm trại với bạn bè, hoặc thậm chí là nơi ở khiêm tốn của chính bạn. Mũi là thứ đáng sợ nhất của mùa hè. Tại sao chúng cắn chúng ta? Và tại sao nó lại ngứa như điên? Đã đến lúc chúng ta tìm ra câu trả lời. Tự nhiên là một điều kỳ lạ thực sự. Thú mỏ vịt ở Úc là một loại động vật có vú đẻ trứng và có mỏ như vịt. Còn có những con sứa có khả năng sống mãi mãi. Có rất nhiều sinh vật kỳ lạ và cực kỳ hiếm có thể được gọi là thực sự kỳ lạ hoặc thậm chí là phép lạ của tự nhiên. Nhưng muỗi thì sao? Thôi nào, chúng không có gì như thế cả. Chúng có số lượng không tưởng và chúng xuất hiện theo bầy đàn ở bất cứ nơi nào bạn đi qua. Tuy nhiên, dù tôi thực sự không muốn chấp nhận điều đó, nhưng chúng dường như cũng là một phép màu của thiên nhiên. Trước hết, muỗi là loài sinh vật cổ đại, được cho là đã tiến hóa từ 50 đến 100 triệu năm trước. Điều đó có nghĩa là, ngay cả những con khủng long cũng không thoát khỏi sự hiện diện khó chịu của chúng. Hãy tưởng tượng một con T-Rex đang cố gắng đuổi một con muỗi đi, với cái đuôi của nó. Ha ha ha, đáng đời. Và tất nhiên, chúng cũng xuất hiện khắp nơi. Rất có thể là con người đầu tiên trên hành tinh này đã bị muỗi đốt nhiều hơn một lần trong đời. Muỗi đã chứng tỏ là một loài có khả năng thích nghi cao. Ngoại trừ Nam Cực, chúng sống trên tất cả các lục địa ở nhiều vùng khí hậu khác nhau, từ châu Phi cận Sahara nhiệt đới đến những khu rừng lạnh lẽo ở Siberia, Nga. Có khoảng 3.000 loài muỗi khác nhau trên khắp thế giới. Tất cả những gì chúng cần cho sự sống là một ít nước và một bữa ăn ấm áp. Không, không phải nấu ăn tại nhà bà của bạn. Chúng chỉ muốn những gì đang chảy trong tĩnh mạch của bạn thôi. Vậy thì, làm thế nào mà chúng trở nên thích nghi với việc ăn máu động vật? Trước tiên, bạn cần phải biết là không phải tất cả các con muỗi hút máu. Tôi không nói về các loài côn trùng khác nhau mà về sự khác biệt nghiêm trọng giữa muỗi cái và đực. Chỉ có con cái uống máu, trong khi giống đực chỉ ăn mật hoa. Nghe giống như là tất cả những người đàn ông trên trái đất đều ăn chay. Một sự khác biệt quan trọng trong việc ăn uống giữa nam và nữ là cực kỳ hiếm. Tin tốt là bạn có thể kể ra sự khác biệt giữa chúng. Muỗi đực nhỏ hơn con cái một chút và nếu bạn nhìn thấy một con muỗi gần đó có râu trông lạ mắt thì đừng vội vàng đập nó. Nó là một con đực và dù thế nào đi chăng nữa, nó sẽ không cắn bạn. Bạn thấy đấy, cánh của mỗi cái di chuyển rất nhanh, đến nỗi chúng cộng hưởng với tần số rất cao, từ 300 đến 500 nhịp mỗi giây. Điều này tạo ra âm thanh ù ù khó chịu, có thể khiến bạn phải lùng sục nhà cửa với chiếc dép trong tay. Nhưng cái lông nhỏ trên râu của con muỗi đực là bộ phận đặc biệt để xác định vị trí âm thanh của mỗi cái, để chúng có thể tìm thấy một người bạn đời. Đối với râu của mỗi cái, chúng mịn màng hơn. Tuổi thọ của một con muỗi chỉ khoảng 1 hoặc 2 tháng. Đó là đối với bạn muỗi cái. Các chàng trai sống ngắn hơn nhiều, khoảng 2 tuần. Tất cả thời gian này, chúng liên tục bận rộn, đặc biệt là con cái, vì công việc của chúng khó khăn hơn rất nhiều. Chúng cần tìm một nguồn máu để có thể sản xuất trứng, nhưng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề đó sau. Khi trứng của chúng đã sẵn sàng, đã đến lúc tìm một nơi tốt đẹp với nước đọng để sinh nở. Bởi vì chúng phải gấp rút chạy đua với thời gian, chúng phải tìm kiếm một nguồn cung cấp máu trong vòng 2 đến 3 km, gần vùng đất chúng sinh ra. Và đó chính xác là lý do tại sao bạn không nên có nước đọng gần nhà nếu bạn không muốn bị muỗi đốt. Ok, vậy thì nên sắm một cái đèn diệt côn trùng và treo trước hiên nhà nhỉ? Rất tiếc, không có tác dụng đâu. Trái với suy nghĩ của nhiều người, muỗi không tìm đến con mồi dựa vào ánh sáng. Công bằng mà nói, không có nhiều loài thích máu người. Hầu hết trong số chúng thả ăn động vật có vú. Cho nên, bạn biết đấy, không cần phải lấy một chiếc giày hoặc tờ báo và đuổi chúng. Có nhiều loài chỉ thích ăn chim hoặc thậm chí là bò sát và lưỡng cư. Chà, nếu chúng không dùng ánh sáng thì làm sao chúng tìm thấy bạn? Chúng có nhiều phương pháp khác nhau nhưng chủ yếu là sử dụng mùi hương. Cụ thể hơn, chúng đánh hơi nhiệt độ cơ thể của bạn và một thứ mà mọi sinh vật sống hô hấp tạo ra liên tục là carbon dioxide hoặc CO2. Mỗi khi bạn thở ra, bạn thu hút vô số loài côn trùng bay. Một con muỗi có thể cảm nhận được một lượng nhỏ CO2 tinh khiết trong không khí từ khoảng cách hơn 20 mét. Vậy thì chỉ cần nín thở thôi. Ồ, không. Ở khoảng cách gần hơn, chúng sẽ đi về phía nhiệt và bất cứ thứ gì di chuyển. Chúng có một vài cấu tạo giúp chúng làm được điều đó. 1. Đôi mắt ghép với hàng trăm thấu kính, mang lại tầm nhìn rộng.
và 2. Những sợi lông nhỏ trên khắp cơ thể hướng dẫn chúng theo chuyển động của động vật lớn. Vì vậy, khi bạn ra ngoài cắt cỏ, cơ thể bạn đang di chuyển không khí xung quanh và những sợi lông nhỏ trên cơ thể muỗi có thể cảm nhận được điều này. Tuy nhiên, bí ẩn thực sự của muỗi là trong thói quen ăn uống của chúng. Những gì bạn cảm nhận chỉ là một cảm giác châm chích ngắn ngủi. Nhưng trên thực tế, đó là một cảm giác dài và là một quá trình khéo léo. Khi một con muỗi tìm thấy con mồi, nó tiếp cận một cách cẩn thận. Sự ồn ào có thể làm chúng bị phát hiện, nhưng tôi đoán điều đó không ảnh hưởng nhiều vì âm thanh phát ra từ đôi cánh khá nhỏ. Nhiệm vụ thậm chí còn khó khăn hơn vì chúng cần 3 phút để lấp đầy bụng. Đó là 3 phút của mối đe dọa liên tục bị con mồi đập vỡ. Có ai từng nói với bạn rằng vẫy tay hoặc vung gậy để đuổi chúng đi là vô nghĩa chưa? Lần tới, bạn có thể trả lời lại như sau. Một nghiên cứu năm 2018 do nhà sinh vật học Jeff Riffel dẫn đầu đã chứng minh rằng muỗi có thể nhớ mùi hương của một con mồi hung dữ và bỏ đi hoàn toàn trong 24 giờ. Điều đó có nghĩa là nếu một con muỗi cố gắng cắn bạn và bạn quyết định đập nó ra hoặc đuổi nó có thể sẽ chọn người khác để cắn tiếp. Và điều đó cho thấy nó thật khôn ngoan, bởi vì ngay cả khi nó đậu lên con mồi mà không bị phát hiện, nó cũng không thể chích ngay lập tức. Ống ngậm của muỗi hay còn gọi là vòi, phức tạp hơn nhiều so với chỉ một chiếc ống hút sắc bén để hút máu qua da. Nó bao gồm 6 phần dài và mỏng riêng biệt, được gọi là kim, được bảo vệ bởi một màng mỏng bên ngoài. Vâng, chúng chích không chỉ một mà là 6 cái kim trong bạn. Một số trong số đó có răng sắc như dao cạo xuyên qua da. Sự thật thú vị là, các nhà khoa học y tế đã lấy cảm hứng từ cấu tạo của vòi con muỗi để làm cho kim tiêm bớt đau đớn. Ồ, thật tuyệt! Các bộ phận khác của thiết bị hút máu của muỗi phục vụ các mục đích khác nhau. Một số để tìm thấy các mạch máu trên da và một số khác có nhiệm vụ tiêm nước bọt. Nước bọt chính là yếu tố rất quan trọng trong toàn bộ quá trình. Hãy nhớ rằng, chúng cần khoảng 3 phút để có thể no nê. Nhưng giai đoạn nguy hiểm nhất là khoảnh khắc chúng đâm thủng da, vì khi đó con mồi có thể cảm thấy vết cắn. Vì vậy, muỗi tiêm nước bọt của nó ngay lập tức sau khi nó cắn bạn. Nước bọt bao gồm hơn 100 thành phần khác nhau, hầu hết trong số đó là các chất hữu cơ, được gọi là enzyme. Chúng phục vụ một mục đích, ngăn chặn máu đóng cục và cải thiện dòng chảy. Ngoài ra còn có các thành phần khác được sử dụng để gây tê cục bộ. Để ngay từ lúc chúng đặt chân lên da, con mồi cũng không thấy bất cứ điều gì. Chỉ đến khi muỗi rời khỏi thì vết cắn bắt đầu ngứa. Lý do cho phản ứng đó rất đơn giản. Hầu hết mọi người bị dị ứng với các enzyme đó. Và tôi nói hầu hết vì có những cá thể hiếm hoi không bị ngứa nếu bị muỗi đốt. Ha, nhân phẩm tốt chăng? Nhưng câu hỏi cuối cùng và quan trọng nhất vẫn là tại sao chúng cần máu? Đặc biệt là khi con đực có thể sống chỉ nhờ vào mật hoa. Giống như tôi đã đề cập trước đó, con cái cần máu để phát triển trứng. Cụ thể hơn, nó cần vô số protein và sắt, có rất nhiều trong máu. Sau bữa ăn ngon và bụng đầy những thứ màu đỏ, một con muỗi sẽ cần 1 hoặc 2 ngày để tiêu hóa nó. Sau đó, nó đẻ trứng và toàn bộ chu kỳ bắt đầu lại. Tin tốt là chúng ta không phải là thức ăn ưa thích hàng đầu trong thực đơn của muỗi. Và con người chúng ta luôn chuẩn bị tốt cho cuộc xâm lược của chúng, cho dù chúng có đông bao nhiêu đi nữa. Lời khuyên duy nhất của tôi là sử dụng các phương pháp che giấu mùi hương của bạn như nến, thảo mộc và thuốc xịt. Những cái bẫy tốt nhất có lẽ là sử dụng phương pháp khoa học để tiêu diệt muỗi hàng loạt bằng cách tạo ra carbon dioxide giả để dẫn dụ chúng. Tuy nhiên, bất kỳ kẻ thù nào cũng sẽ thực hiện mánh khóe để không bị bạn dụ vào chỗ chết. Muỗi cũng có muỗi tinh danh mà. Được rồi, còn bạn thì sao? Bạn làm gì để giữ muỗi tránh xa mình? Xin vui lòng để lại lời khuyên của bạn ở mục bình luận cho tôi biết với nhé! Nếu bạn đã biết thêm được điều gì đó mới mẻ trong video hôm nay thì hãy để lại một like và chia sẻ nó với bạn bè của mình nhé! Và chúng tôi còn rất nhiều video thú vị dành cho bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn một video trái hoặc phải, nhấp vào nó và thưởng thức. Cùng nhau soi sáng cuộc sống nào!